Xin chào các em. Hôm nay chúng ta bắt đầu chương trình ôn luyện luyện thi trực tuyến. Chúng ta sẽ học cái bài đầu tiên, đó là bài Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Nhưng trước khi đi vào cái bài cụ thể này thì tôi có đôi lời muốn trao đổi, muốn tâm sự với các em về nội dung chương trình cũng như là về phương pháp mà học để làm thế nào chúng ta đạt một cái kết quả tốt nhất. Có một điều cũng cần phải nói là chúng ta có hai cái kỳ thi, một cái kỳ thi cuối cấp trung học phổ thông và một kỳ thi đại học. Nếu thi lớp 12 cuối trung học phổ thông ấy là kỳ thi tốt nghiệp, thì thi đại học ta có thể gọi đó là thi để chuẩn bị con đường lập nghiệp. Thi tốt nghiệp ấy thì thi là để lấy đạt, còn thi lập nghiệp thì thi là để lấy hơn. Bởi vì các em biết là phải hơn, phải ở trong cái top những người đạt điểm chuẩn vào trường đại học đó thì chúng ta mới có thể vào được đại học. Vì vậy thi để lấy hơn thì cái yêu cầu của nó cũng sẽ cao hơn. Các em cũng cần nắm đôi chút về chương trình trong cái chương trình luyện thi trực tuyến của chúng ta. Về chương trình thì phần ngữ văn của chúng ta gồm có hai phần, đó là nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Về nghị luận văn học thì chúng ta đi rất cơ bản theo trình tự nội dung chương trình chúng ta đã học ở phổ thông. Bắt đầu là giai đoạn văn học 1930-1945 với cả hai bộ phận là văn học lãng mạn và văn học hiện thực. Giai đoạn văn học 1945-1975 gồm có văn học kháng chiến chống Pháp, văn học những năm xây dựng đất nước và kháng chiến chống Mỹ. Văn thơ của Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh chúng ta cũng giảng trong giai đoạn văn học này. Tiếp đến là văn học giai đoạn sau năm 1975. Phần nhiều là những cái tác phẩm mới được đưa vào chương trình. Cuối cùng là những vấn đề mang tính chất so sánh khái quát tổng hợp. Thí dụ như là chúng ta sẽ có những cái chủ đề mang tính chất khái quát và đồng thời là so sánh các tác phẩm, như là chủ đề về người nông dân qua truyện ngắn Chí Phèo và truyện ngắn Vợ Nhặt, chủ đề về đất nước qua những bài thơ như là Việt Bắc của Tố Hữu hoặc là Chương Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm, chủ đề về vẻ đẹp của con người Việt Nam qua những tác phẩm như truyện ngắn Rừng Sà Nu của Nguyễn Trung Thành, truyện ngắn Những Đứa Con Trong Gia Đình của Nguyễn Thi. Ta cũng có thể so sánh cái nỗi nhớ trong cái bài Tương Tư của Nguyễn Bính và bài Sóng của Xuân Quỳnh. Một vấn đề đặt ra cũng có thể so sánh được các tác phẩm văn học với nhau. Thí dụ như là chúng ta so sánh cái nghệ thuật miêu tả sông Đà của Nguyễn Tuân và nghệ thuật miêu tả sông Hương của Hoàng Phổ Ngọc Tường. Tất nhiên trong quá trình giảng dạy và cùng trao đổi với các em thì những cái còn những cái chủ đề khác mà chúng ta cũng đặt ra để so sánh để chúng ta nắm vững hơn. Khi giảng về phần văn ấy thì chúng ta sẽ đi sâu vào những cái kiến thức trọng tâm với những tác phẩm tác giả nổi bật và giữ vai trò quan trọng trong chương trình học cũng như là trong chương trình thi của chúng ta. Ở đây ấy, thì chúng ta sẽ tránh một cái cách học là học cứ chung chung nắm đại khái. Bởi vì học chung chung nắm đại khái đó là thi để lấy đạt chứ không phải để lấy hơn. Chúng ta phải rộng kiến thức và sâu về kiến thức. Chúng ta cũng tránh học theo cái kiểu là học nhảy cóc, thích tác phẩm nào thì học tác phẩm ấy mà chúng ta không có một cái nền tảng rất cơ bản để học và nắm vững kiến thức và chúng ta có thể thi đạt kết quả tốt.
Về phần nghị luận xã hội thì chúng ta có hai nội dung. Cái nội dung thứ nhất là nghị luận về những vấn đề thuộc về đạo lý, thuộc về tư tưởng. Và nội dung thứ hai là nghị luận những vấn đề về hiện tượng trong đời sống, những sự kiện trong đời sống. Ở phần nghị luận xã hội này, bên cạnh việc trang bị những cái kiến thức cơ bản về lý thuyết, thì chúng ta sẽ có những cái dạng bài, những cái bài cụ thể để các em ôn luyện và đồng thời viết theo những cái chủ đề cơ bản, để khi mà chúng ta làm bài thi thì chúng ta vận dụng một cách là hết sức linh hoạt, và để các em nhuần nhuyễn những vấn đề đó để có thể trình bày cho cái ý tưởng của mình một cách tốt nhất. Đấy là về chương trình. Bây giờ về phương pháp học thì phương pháp học, cái điều quan trọng là chúng ta phải có một cái sự thích ứng giữa người dạy và người học, và đồng thời chúng ta là cái người tự chủ, chủ động để chúng ta chiếm lĩnh kiến thức, thì cái bài giảng nó mới có kết quả và cái bài thi của chúng ta mới có cái hiệu quả tốt. Nhiều em thì cứ nói rằng là học văn thì là khó lắm, và nó là thế giới của tâm linh này, thế giới của cảm xúc vân vân. Nhưng thực ra học văn cũng, nếu mà chúng ta biết cách học thì nó cũng không có gì phức tạp. Về phương diện kiến thức, học văn thực chất là trả lời 3 câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất là vấn đề được nêu lên gồm những nội dung gì? Vấn đề được nêu lên gồm những nội dung gì? Câu hỏi thứ hai, mà nếu chúng ta trả lời được thì chúng ta nắm vững kiến thức, và đồng thời chúng ta sẽ trình bày tốt kiến thức ấy, là cái nội dung cơ bản thì được làm sáng tỏ bằng những dẫn chứng nào? Nội dung cơ bản được làm sáng tỏ bằng những dẫn chứng nào? Và một câu hỏi nữa cũng không kém phần quan trọng, câu hỏi thứ ba, đó là những cái dẫn chứng tiêu biểu thì ta sẽ phân tích nó ra sao? Những dẫn chứng tiêu biểu ta sẽ phân tích nó ra sao? Và khi chúng ta làm tốt, trả lời tốt 3 câu hỏi này thì chúng ta vừa nắm được những cái kiến thức cơ bản trọng tâm, đồng thời chúng ta vừa thì có những cái kiến thức sâu về tác phẩm để chúng ta giải quyết tốt cái yêu cầu mà đề bài đặt ra. Bài làm của chúng ta sẽ không rơi vào cái gọi là chung chung, hoặc cũng không rơi vào một cái cực đoan khác, một khía cạnh khác, đó là lại là vụn vặt hoặc là lan man. Nhiều khi các em thấy dụ nhận bài mà thấy thầy cô giáo phê là bài chung chung, nghĩa là chúng ta không có những cái kiến thức sâu sắc từ tác phẩm. Hoặc lại nhận cái ghi cái nhận xét của các thầy cô là bài viết lan man, có nghĩa là chúng ta không có một cái hệ thống những kiến thức cơ bản nhất, trọng tâm nhất. Vì vậy cho nên là có cái cảm giác ấy. Và từ cái việc mà học văn như vậy thì các em thấy là rõ ràng, trước khi đến với cái chương trình luyện thi trực tuyến này là các em phải nắm vững văn bản tác phẩm. Thơ cũng thế, văn xuôi cũng vậy, văn nghị luận cũng vậy, các em phải nắm vững văn bản tác phẩm. Còn nếu các em không nắm vững văn bản tác phẩm, các em chỉ nói chung chung những cái kiến thức có tính chất khái quát ấy, thì rõ ràng là chúng ta không làm tốt hai cái câu hỏi sau. Tức là cái câu hỏi là những cái kiến thức cơ bản được làm sáng tỏ bằng dẫn chứng nào, và những dẫn chứng tiêu biểu thì được phân tích ra sao. Cho nên là có một yêu cầu là các em phải nắm vững văn bản trước khi đến với cái chương trình luyện thi trực tuyến này. Về bài giảng thì bài giảng của chúng tôi sẽ gồm có 3 phần. Các em nắm được cái trình tự này để mà biết cái cách học. Cái phần thứ nhất ấy, là nêu lên những cái kiến thức trọng tâm cơ bản nhất của cái bài đó. Những kiến thức trọng tâm cơ bản nhất của bài đó sẽ được đưa lên đầu tiên. Đấy là phần thứ nhất. Cái phần thứ hai là lựa chọn trong những cái kiến thức cơ bản trọng tâm ấy, những kiến thức cơ bản trọng tâm nhất chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích. Đi sâu vào phân tích những cái kiến thức trọng tâm cơ bản đấy. Và đây là cái phần rất quan trọng trong cái bài giảng cũng như là học luyện thi trực tuyến. Cái phần là phân tích những cái kiến thức cơ bản đấy. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có những cái bài tập bổ sung. Cái bài tập bổ sung. Bài tập bổ sung này các em đừng coi thường nó. Bài tập bổ sung này là yêu cầu là học sinh sau khi học xong thì luyện tập viết ở nhà. Luyện tập viết ở nhà. Mà đối với học văn, luyện tập viết là rất quan trọng. Bởi vì khi các em viết bài thì ít nhất chúng ta đạt được những hiệu quả.
những cái hiệu quả mà chúng ta có thể nêu lên. Cái hiệu quả thứ nhất là chúng ta nắm chắc, nắm vững lại kiến thức. Nhiều khi chúng ta chỉ cảm tưởng rằng là nhớ trong đầu nắm vững lắm rồi, nhưng khi viết ra không phải thế. Cho nên một lần viết là một lần nhớ, một lần nắm lại kiến thức. Cái điều quan trọng nữa là thế này, là chúng ta biết hệ thống vấn đề, biết sắp xếp các vấn đề thế nào cho nó thật sự là hợp lý, thật sự là khoa học. Và khi sắp xếp vấn đề một cách hợp lý, khoa học, hệ thống vấn đề thì đồng thời nó lại hỗ trợ lại để chúng ta nắm kiến thức. Vậy không gì tốt hơn là chúng ta nắm kiến thức theo những cái hệ thống, những vấn đề cơ bản nhất. Cái hệ quả thứ hai là chúng ta hệ thống vấn đề. Và như thế thì khi mà làm bài chúng ta có một cái cách bố cục bài làm nó hết sức chặt chẽ và hợp lý. Cái người chấm bài, người ta đọc bài của các em nó cũng thấy sáng rõ vấn đề. Cái hệ quả thứ ba đó là cách diễn đạt của chúng ta. Cách diễn đạt của chúng ta qua những cái bài viết, những cái bài luyện tập thì lập tức là chúng ta thấy nó có cái hiệu quả là chúng ta diễn đạt một cách khúc chiết, sáng rõ, ngắn gọn. Và có một yêu cầu rất quan trọng đối với môn văn, đó là không phải chúng ta chỉ viết đúng, viết chính xác, mà chúng ta còn phải viết hay, viết hay. Mà trong những cái yếu tố viết hay đó là dùng từ ngữ, dùng hình ảnh, vân vân, thì có một yếu tố để hay bài văn đó là cảm xúc, tình cảm, cảm xúc khi mà chúng ta viết. Thì qua cái viết bài tập bổ sung này, chúng ta cũng rèn luyện và tăng thêm cái khả năng viết một cái bài văn không chỉ đúng, chính xác mà còn là viết hay. Đấy, thì trước khi mà chúng ta đi vào cái bài đầu tiên theo chương trình luyện thi trực tuyến của chúng ta, đó là bài Hai đứa trẻ, thì tôi cùng trao đổi tâm sự với các em một số vấn đề về nội dung chương trình cũng như là phương pháp học để làm sao chúng ta đạt cái kết quả tốt nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài đầu tiên, đó là bài Hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ, và các em đều biết đây là cái chuyện ngắn của tác giả Thạch Lam. Thạch Lam ở đây ấy, thì chúng ta như là trình tự cái bài học vừa nãy chúng ta nói, trước hết là chúng ta đi vào cái phần kiến thức trọng tâm, cái kiến thức cơ bản. Chúng ta có thể đánh ký hiệu nào và theo cái hệ thống cho nó dễ nắm nào, các vấn đề. Thứ nhất là kiến thức trọng tâm. Kiến thức trọng tâm. Đối với chuyện ngắn Hai đứa trẻ thì chúng ta có bốn cái kiến thức trọng tâm. Bốn kiến thức trọng tâm. Cái kiến thức thứ nhất là phải phân tích được diễn biến tâm trạng nhân vật Liên. Phân tích được cái diễn biến tâm trạng nhân vật Liên qua ba cảnh. Diễn biến tâm trạng nhân vật Liên qua ba cảnh. Và các em đọc truyện thì các em biết rồi, đó là cảnh chiều muộn, cảnh đêm về và cảnh chuyến tàu đêm qua phố huyện, để diễn biến tâm trạng Liên là qua ba cảnh đó. Tất nhiên là các em lưu ý là này, người ta có thể dùng một cách nói khác. Và khi người ta dùng một cách nói khác mà cùng nội dung ấy thì các em phải nắm được vấn đề. Thí dụ người ta lại có thể dùng một cách nói là phân tích cảnh phố huyện nghèo qua cảm nhận của Liên. Thế thì phân tích cái cảnh của phố huyện nghèo thực chất nó cũng có ba cảnh, đó là cảnh chiều muộn, cảnh đêm về và cảnh chuyến tàu đêm qua phố huyện. Và ba cái cảnh đó lại được cảm nhận qua tâm trạng của nhân vật Liên. Cho nên chỗ này là các em cần phải lưu ý là chúng ta có thể nắm theo cái cách diễn đạt là phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Liên qua ba cảnh chiều muộn, đêm về và chuyến tàu đêm qua phố huyện. Nhưng cũng có thể có một cách diễn đạt khác, đó là phân tích cảnh phố huyện nghèo qua cảm nhận của Liên. Thì cũng là một. Đây là kiến thức trọng tâm thứ nhất. Cái kiến thức trọng tâm thứ hai là phân tích được cái giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của chuyện ngắn Hai đứa trẻ. Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của chuyện ngắn Hai đứa trẻ. Tất nhiên là đối với chuyện ngắn của Thạch Lam ấy, thì nó có yếu tố hiện thực. Và chúng ta cũng cần phải quan tâm, chúng ta cũng cần phải phân tích. Nhưng mà điều quan trọng là phải là giá trị nhân đạo.
Cho nên tiêu đề của chúng ta là phân tích giá trị hiện thực và phân tích cả giá trị nhân đạo, nhưng trong đó trọng tâm phải là giá trị nhân đạo của chuyện ngắn Hai đứa trẻ. Kiến thức trọng tâm thứ ba là phân tích đoạn chị em Liên chờ đợi tờ. Ở đây thì chúng ta biết là một số tác phẩm thì nó có những cái đoạn văn, những cái chi tiết nghệ thuật quan trọng. Mà qua cái đoạn văn, qua cái chi tiết nghệ thuật ấy thì người ta thấy được giá trị tư tưởng về mặt nội dung cũng như là những cái thành công về mặt nghệ thuật. Thí dụ như là tới đây chúng ta sẽ học cái chuyện ngắn chữ người tử tù. Thì chuyện ngắn chữ người tử tù ấy, cái đoạn văn mà cần đi sâu, cần phân tích đó là đoạn ông Huấn Cao cho chữ trong nhà giam. Sau này thí dụ như là chúng ta học tiếp về phần văn học hiện đại, có cái chuyện ngắn Vợ chồng Nga Phủ của Tô Hoài. Thì rõ ràng là cái đoạn văn mà diễn tả cái tâm trạng mị trong cái đêm mùa xuân, nghe tiếng sáo gọi bạn, hoặc là cái đoạn văn diễn tả tâm trạng mị khi mà cắt dây trói cứu A Phổ trong cái đêm mùa đông ấy, đều là những cái đoạn văn quan trọng mà thể hiện nội dung tư tưởng cũng như là thành công nghệ thuật của tác phẩm. Thì ở chuyện ngắn Hai đứa trẻ thì bản thân cái đoạn mà chị em chờ tàu trở thành một vấn đề, một cái nội dung quan trọng mà chúng ta cần đi sâu phân tích. Cái kiến thức trọng tâm thứ tư đó là chúng ta phải nắm được những thành công nghệ thuật của tác phẩm. Nắm được những thành công nghệ thuật của cái chuyện ngắn Hai đứa trẻ này. Chúng ta phải nắm được cái điều đó. Bởi vì bản thân những vấn đề nghệ thuật nó liên quan tới nội dung, nhưng có khi tự nó trở thành một vấn đề riêng, thành một kiến thức trọng tâm mà chúng ta cần phải đi sâu tìm hiểu. Đây là trước khi học thì chúng ta nên nắm những cái kiến thức trọng tâm cơ bản này. Sau đó thì chúng ta lựa chọn những vấn đề cơ bản nhất trong cái kiến thức trọng tâm này để chúng ta đi sâu phân tích. Và chúng ta chuyển sang phần 2, đó là chúng ta sẽ phân tích những cái kiến thức trọng tâm cơ bản này. Thì ở đây chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Liên qua ba cảnh. Và khi phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Liên qua ba cảnh thì nó có cái cảnh chị em Liên chờ đợi tàu, thì lập tức là chúng ta có thể lồng cái kiến thức cơ bản thứ ba này vào trong khi mà phân tích cái kiến thức cơ bản thứ nhất. Chúng ta sẽ đưa cái kiến thức cơ bản thứ ba này vào. Và cũng có thể là chúng ta trên cơ sở diễn biến tâm trạng nhân vật Liên mà chúng ta phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm. Nhưng riêng về phần giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo thì chúng ta tách thành một vấn đề riêng để chúng ta phân tích. Và có một điều nữa là cái kiến thức cơ bản thứ tư này thì chúng ta sẽ nói khái quát ở những cái vấn đề cơ bản nhất để chúng ta nắm được cái thành công nghệ thuật của tác phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 của bài giảng, đó là phần phân tích những cái kiến thức trọng tâm cơ bản này. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2, tức là phân tích những cái kiến thức trọng tâm. Và thông thường những kiến thức trọng tâm ấy cũng sẽ là những cái nội dung mà đề thi thường đặt ra, thường yêu cầu thí sinh phải làm, phải giải quyết được. Phần 2 là chúng ta phân tích những kiến thức trọng tâm. Như vừa nãy tôi có nói, tức là chúng ta đã đi sâu vào một cái kiến thức trọng tâm cơ bản đầu tiên, đó là phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Liên qua ba cảnh. Và các em đều biết đó là cảnh chiều muộn, cảnh đêm về và cảnh chuyến tàu đêm qua phố huyện. Như tất cả những cái bài khác ấy, trước khi vào phân tích thì chúng ta nên khái quát về tác giả và tác phẩm. Đây nó như là một cái yêu cầu rất cần thiết khi mà chúng ta vào bài. Bàn về một tác giả, phân tích một vấn đề nào đó của tác phẩm,
Thì trước hết là chúng ta phải khái quát được tác giả và tác phẩm ấy. Về khái quát tác giả thì các em đừng sa đà vào những cái vấn đề mà nó không quan trọng lắm. Khái quát tác giả thì về cơ bản là chúng ta khái quát cái vị trí của tác giả đấy trong nền văn học là thế nào. Chúng ta khái quát cái đóng góp, cái đặc điểm riêng của sáng tác văn học của tác giả ấy. Khái quát những cái đó mới là chủ yếu. Chứ còn những vấn đề khác thì nhiều khi các em cứ bận là nhớ ngày tháng năm sinh rồi quê quán các thứ vân vân, cũng cần nhưng mà không không phải là cốt yếu, không phải là cần thiết như là vị trí của tác giả ấy, rồi cái đóng góp của tác giả ấy, những cái đặc điểm trong sáng tác và văn chương của tác giả ấy là thế nào. Thì khi khai quát tác giả Thạch Lam chúng ta cũng chú ý điều đó. Về vị trí của tác giả Thạch Lam ấy, vị trí của tác giả Thạch Lam thì các em có thể có những cái nhận định mà chúng ta có thể bao quát được. Thạch Lam là một trong những cái cây bút văn xuôi xuất sắc nhất của văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945. Một trong những cái cây bút văn xuôi xuất sắc nhất của cái văn học Việt Nam giai đoạn này, giai đoạn 1930-1945. Về cái đặc điểm sáng tác của Thạch Lam thì chúng ta thấy là Thạch Lam là một cái gương mặt khá đặc biệt của tự lực văn đoàn. Mà nếu muốn làm sáng tỏ cái gương mặt khá đặc biệt của tự lực văn đoàn này thì các em đã học hoặc là các em đã từng suy nghĩ về nó và hiểu biết về nó thì các em thấy là đúng là so với các tác giả tự lực văn đoàn, Thạch Lam là thành viên của tác giả tự lực văn đoàn, nhưng mà cái sáng tác của Thạch Lam nó có cái đặc điểm riêng mà ta nói một cách hình ảnh là một gương mặt khá đặc biệt. Thí dụ như thế này là các tác giả tự lực văn đoàn ấy thì thường hướng cái ngòi bút của mình về những cái con người mà ta gọi là lá ngọc cành vàng cũng được. Hướng cái ngòi bút về những cái con người lá ngọc cành vàng. Trong khi đó thì Thạch Lam lại hướng ngòi bút của mình về những cái con người mà nhỏ bé, có những bất hạnh, có những cái đau khổ trong cuộc sống. Đấy cũng là cái nét riêng. Các tác giả tự lực văn đoàn ấy là sáng tác của họ thường đượm một cái nỗi buồn lãng mạn. Còn sáng tác của Thạch Lam ấy lại chất chứa cái nỗi đau hiện thực. Vì vậy cho nên là có người mới nói là thế này, là dường như sáng tác của Thạch Lam ấy, và những cái tác phẩm của Thạch Lam ấy, nó thoang thoảng cái hương hoàng lan mà được trưng cất từ cái nỗi đời đau khổ. Được trưng cất từ nỗi đời đau khổ. Đặc điểm của Thạch Lam. Đặc điểm văn chương của Thạch Lam. Có người còn dùng một cách nói hình ảnh là thế này, là Thạch Lam đến với văn chương ấy như là mang một sứ mệnh hòa giải giữa hiện thực và lãng mạn. Mang cái sứ mệnh hòa giải giữa hiện thực và lãng mạn. Và rõ ràng thì chúng ta thấy rằng là đúng là văn chương của Thạch Lam là nằm ở điểm giao thoa giữa hiện thực và lãng mạn. Đấy là cái đặc điểm của văn chương Thạch Lam mà trước khi đi vào phân tích hai đứa trẻ chúng ta phải nhấn mạnh cái đặc điểm đó. Đấy là về tác giả. Cái vị trí của tác giả ấy, những cái đặc điểm của tác giả ấy đóng góp đối với cái nền văn học như thế nào thì điều ấy mới là cái điều quan trọng mà chúng ta cần nhấn mạnh. Về tác phẩm. Nếu mà chúng ta biết thì chúng ta có thể nói tác phẩm ấy nó xuất xứ từ đâu, nó được xuất bản từ năm nào. Nhưng điều quan trọng là chúng ta khái quát những vấn đề cốt lõi về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm ấy. Còn nếu biết thì chúng ta có thể nêu lên là viết trong thời gian nào, xuất xứ ở đâu. Vận dụng cái đó vào cái chuyện ngắn hai đứa trẻ này. Thì chúng ta thấy về tác phẩm ấy, thì cái chuyện ngắn hai đứa trẻ được trích từ cái tập truyện ngắn Nắng trong vườn. Và xuất bản năm 1938. Cái tập truyện này là của Thạch Lam, có tên là Nắng trong vườn, xuất bản năm 1938. Khái quát cái tác phẩm này là về mặt nội dung và nghệ thuật nó như thế nào? Thì rõ ràng cái chuyện ngắn hai đứa trẻ ấy là tiêu biểu cho cái khuynh hướng nghệ thuật, cái phong cách nghệ thuật của Thạch Lam. Là nói rõ hơn. Hai đứa trẻ là tiêu biểu cho cái khuynh hướng, cái phong cách nghệ thuật của Thạch Lam. Thí dụ, đây là một cái chuyện ngắn mà chuyện dường như không có cốt truyện.
Hay nói một cách chính xác hơn ấy, là cái cốt truyện này là dựa trên cơ sở diễn biến tâm trạng nhân vật chính là Liên. Cốt truyện dựa trên cơ sở diễn biến tâm trạng nhân vật chính là Liên. Và với truyện ngắn Hai đứa trẻ thì ta phân tích là cái diễn biến tâm trạng nhân vật Liên, phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật Liên thì lập tức là thấy toát lên gì nhỉ? Cái nội dung hiện thực và cái giá trị nhân đạo của tác phẩm qua cái diễn biến tâm trạng nhân vật chính. Và nhiều truyện ngắn của Thành Lam cũng mang một cái đặc điểm này. Đó, chuyện nó nhẹ nhàng mà sâu lắng. Chuyện Hai đứa trẻ giàu chất trữ tình mà cũng lại giàu rất triết lý. Cái khuynh hướng, cái phong cách nghệ thuật của Thạch Lam đó, được thể hiện rất đậm nét trong Hai đứa trẻ này, trong cái chuyện ngắn Hai đứa trẻ này. Và vì vậy, khi mà nói về vị trí của tác phẩm thì chúng ta nên lưu tâm những cái điều đó. Và các em theo dõi, một trong những cái yêu cầu đó của thi đại học là nếu bàn về tác giả và vấn đề nào đó của tác phẩm thì đầu tiên là chúng ta phải khái quát tác giả và tác phẩm ấy như là một trong những yêu cầu để chúng ta vào bài trước khi mà chúng ta phân tích những vấn đề cơ bản. Sau khi khái quát về tác giả tác phẩm rồi thì chúng ta đi trực tiếp vào vấn đề. Và như đã nói với các em là diễn biến tâm trạng nhân vật Liên được thể hiện qua ba cảnh, và đây cũng sẽ là ba nấc thang tâm lý của nhân vật này. Vì vậy chúng ta sẽ đi vào cái diễn biến tâm trạng Liên ở cái cảnh thứ nhất. Tôi ký hiệu là A nhỏ, như là một cái ý trong gì? Một nhỏ. Cái hệ thống vấn đề của chúng ta như thế để chúng ta dễ nắm. Trong cái cảnh chiều muộn thì diễn biến tâm trạng Liên là như thế nào? Thì đó là tâm trạng buồn man mác. Tâm trạng buồn man mác. Khi chứng kiến cảnh phố huyện nghèo, lúc chiều muộn, thì cái đặc điểm của cái cảnh phố huyện nghèo lúc chiều muộn đó là gì? Đó là nghèo khổ tiêu điều. Nghèo khổ tiêu điều. Nghèo khổ tiêu điều. Nhớ là trong mỗi cảnh nó có cái dấu ấn, cái đặc trưng riêng của nó mà ta phải nhấn mạnh. Ở đây cảnh phố huyện lúc chiều muộn thì đó là gì? Là nghèo khổ, là tiêu điều. Nghèo khổ tiêu điều. Và cái sự nghèo khổ tiêu điều này nó dẫn đến một cái tâm trạng buồn man mác của nhân vật Liên. Tâm trạng buồn man mác của nhân vật Liên. Đấy là cái tâm trạng thứ nhất. Và để làm sáng tỏ điều này thì ta chưa đi vào cái tâm trạng buồn man mác nữa. Chưa đi vào. Mà chúng ta lưu ý một cái điều. Nó vừa là thể hiện nội dung tư tưởng nhưng nó vừa là cái đặc điểm truyện ngắn của Thạch Lam. Đó là mở đầu tác phẩm ấy. Và cũng như là trong cả cái quá trình mà Thạch Lam miêu tả cảnh phố huyện ấy, thì dường như có cái sự đối lập tương phản. Đối lập tương phản giữa khung cảnh thiên nhiên. Giữa khung cảnh thiên nhiên và đời sống xã hội. Giữa khung cảnh thiên nhiên và đời sống xã hội. Dường như có một cái sự đối lập như thế. Ở đây ấy, nó vừa thể hiện nội dung tư tưởng nhưng đồng thời vừa phản ánh cái phong cách nghệ thuật của Thạch Lam. Chúng ta biết là cái ngòi bút của Thạch Lam là ngòi bút của một nhà văn lãng mạn. Cho nên khi miêu tả khung cảnh thiên nhiên ấy, thì tác giả gợi lên cái vẻ đẹp lãng mạn của khung cảnh thiên nhiên. Nhưng mà Thạch Lam, cái ngòi bút của Thạch Lam còn là sự giao thoa giữa hiện thực và lãng mạn. Cho nên khi miêu tả đời sống xã hội thì Thạch Lam đã nghiêng về cái khía cạnh hiện thực đời sống để nói lên cái sự nghèo khổ tiêu điều. Cái khung cảnh thiên nhiên được miêu tả trong truyện ngắn Hai đứa trẻ đúng là mang một cái phong vị, một cái vẻ đẹp lãng mạn. Một phong vị, một vẻ đẹp lãng mạn. Thế dụ tác giả miêu tả một cái buổi chiều, một buổi chiều êm ả như du, rồi báo hiệu một đêm mùa hạ êm như nhung. Đó. Và tác giả còn tiếp tục miêu tả tiếp. Thế dụ như là gì nhỉ? Đom đóm trên cánh đồng và những cái vì sao trên bầu trời nhấp nhánh. Tạo nên một những cái ánh sáng lấp lánh giữa gì mặt đất và bầu trời cao vũ trụ trên một cái màn đêm thấp như vậy.
rồi cái tiếng ếch nhái văng vẳng ở ngoài đồng thoảng theo làn gió, gió nhẹ đưa vào. Mà cái khung cảnh thiên nhiên mang một vẻ đẹp trữ tình lãng mạn. Tuy nhiên, cái điều quan trọng mà chúng ta cần nói đó là cái đời sống xã hội thì lại nghèo khổ tiêu điều. Và đây là cái điều mà chúng ta cần tập trung trọng tâm để mà chúng ta làm toát lên, đi sâu vào phân tích. Về cái đời sống xã hội nghèo khổ tiêu điều, nghèo khổ tiêu điều được gợi lên ở cái cảnh chiều muộn nơi phố huyện ấy, thì chúng ta sẽ tập trung vào ba biểu hiện. Đó là cảnh ngày tàn, cảnh chợ tàn, cảnh những kiếp người tàn tạ. Và nếu nói thêm thì bên cạnh đó còn là những đồ vật tàn. Nói chung một chữ tàn mà gì? Bao trùm quán xuyến cả ngày tàn, cả chợ tàn, cả những kiếp người tàn tạ. Và làm đậm thêm ấn tượng về gì? Cái sự nghèo khổ tiêu điều nơi phố huyện thì ở đó còn có cả những đồ vật tàn. Và chúng ta lần lượt đi làm sáng tỏ những cái biểu hiện đó để thấy được cái sự nghèo khổ tiêu điều của phố huyện. Trước hết là cảnh ngày tàn. Thì các nhà miêu tả rất ngắn gọn thôi, nhưng mà đọc chúng ta thấy một cái không khí ngày tàn đã bắt đầu đến với cái phố huyện nghèo này lúc chiều về. Nên là phương Tây thì đỏ rực như lửa cháy. Rồi những đám than ánh hồng, những cái đám mây ánh hồng, những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Và cái thời khắc của ngày tàn ấy được báo hiệu với cái tiếng trống thu không, buồn bã. Ở đây ấy, thì chúng ta thấy là bản thân ngày tàn đã buồn. Và cái ngày tàn ở phố huyện được tác giả miêu tả thì càng buồn hơn, càng buồn hơn. Và trong cái khung cảnh của ngày tàn ấy là cảnh chợ tàn. Cảnh chợ tàn được gợi lên một cách cụ thể hơn, cho nên gợi một cái cảm giác, cái không khí cũng hiu hắt và có phần thê lương ấy. Nào là người thì đã về hết, rồi những tiếng ồn ào cũng mất. Tức là âm thanh dần dần đi vào tĩnh lặng như vậy. Những tiếng ồn ào cũng mất. Rồi trên đất cát chỉ còn là những rác rưởi, rồi những cái lá nhãn này, vỏ bưởi này, rồi lá mía này, nào. Rồi những cái thanh tre, thanh nứa người bán hàng còn bỏ lại. Làm cho cái không khí của chợ tàn càng thêm buồn bã hơn. Đó là những cái đứa trẻ con nhà nghèo lom khom nhặt rác. Như thế là những cái đứa trẻ con nhà nghèo này ấy, nó làm cho cái cảnh chợ tàn càng thêm buồn hơn, càng thêm hiu hắt hơn. Và có thể một phương diện nào đó là cũng có phảng phất sự thê lương. Như thế là những cái đứa trẻ nó kiếm tìm sự sống từ những cái gì mà thừa thãi không dùng được mà người bán hàng còn bỏ lại. Đấy, những cái chi tiết, những cái dẫn chứng ấy từ trong tác phẩm là đưa ra để làm sáng tỏ cái cảnh chợ tàn. Ở đây ấy, chúng ta có thể liên hệ so sánh mở rộng một chút. Chúng ta biết là trong bài thơ Tràng Giang của Huy Cận ấy, tác giả cũng gợi lên cái không khí của ngày tàn và chợ tàn. Đó là cái câu thơ "Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều". Vãn chợ chiều có cả ngày tàn và có cả chợ tàn. Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều. Tuy nhiên ấy, thì trong bài Tràng Giang, một tác phẩm thơ, một tác phẩm trữ tình, cho nên tác giả không thể đi sâu để miêu tả cặn kẽ cái vãn chợ chiều là như thế nào. Còn trong chuyện ngắn Hai đứa trẻ, một tác phẩm văn xuôi, một ngoài bút văn xuôi, Thạch Lam có điều kiện để đi sâu miêu tả cảnh chợ tàn. Vì vậy, cái không khí của chợ tàn càng làm cho cái khung cảnh phố huyện, cái đời sống nơi phố huyện càng buồn tẻ và có phần thê lương.
và có phần thê lương. Đó, cảnh chợ tạm. Và nếu chúng ta biết là trong cái xã hội xưa ấy, nó, cái phiên chợ quê, cái phiên chợ của một vùng quê, nó có thể là một chiếc hàn thử biểu, một cái thước đo, cái mức sống của cái làng quê, của cái vùng quê ấy, của cái miền đất ấy. Thì khi mà chúng ta cảm nhận cái không khí chợ tàn trong chuyện ngắn Hai đứa trẻ, thì chúng ta cũng đủ, cũng có thể hiểu là cái đời sống nơi phố huyện nó nghèo khổ như thế nào. Cái đời sống nơi phố huyện nghèo khổ như thế nào, tiêu điều như thế nào. Nhưng nổi bật lên trên khung cảnh của ngày tàn và chợ tàn ấy, ngòi bút của Thạch Lam còn gợi tả những cái kiếp người tàn tạ nơi phố huyện. Những kiếp người tàn tạ. Nếu mà cách ngắn gọn thì ta có thể nói rằng là gì nhỉ? Là người tàn cũng được. Người tàn cũng được, nhưng mà nói là người tàn thì nghe nó không hay lắm. Nhưng mà đấy là cách nhớ để ngày tàn, chợ tàn, người tàn. Còn nói đầy đủ, đó là những kiếp người tàn tạ. Chúng ta có thể lấy dẫn chứng, tôi thắc mắc. Chúng ta trả lời cái câu hỏi mà chúng ta nói về mặt phương pháp ấy, là cái nội dung ấy đó, thì được làm sáng tỏ bằng dẫn chứng nào. Thí dụ tác giả nói lên những cái kiếp người tàn trong cái phố huyện này, như là kiếp người, cái đời sống của mẹ con chị Tí, đó, lam lũ vất vả lắm, ngày mò cua bắt ốc, tối lại dọn hàn nước, mà thu nhập thì chẳng có ăn thua gì, thu nhập chẳng đáng là bao. Rồi những kiếp người tàn như gia đình bác Sở, đó, cứ tối đến lại xuất hiện với manh chiếu rách, với cái tiếng đàn bầu, cái âm thanh của nó, đó, là náo nuột buồn lắm, là run lên bần bật những khứa vào lòng người, những cái nỗi đau, cái sự buồn thảm. Rồi cũng trong cái gia đình bác Sẩm, tác giả còn miêu tả cái đứa con nhỏ thì bò ra bên vệ đường để nghịch rác bẩn như vậy. Một kiếp đời, một kiếp người tàn tạ nữa chúng ta cũng có thể gợi lên, đó là bà cụ Thi Điên. Ở đây người điên nhé, nào mà lại nghiện rượu nữa, nào uống rượu, thì theo cái suy nghĩ của chúng ta là càng méo mó cả về nhân hình và nhân tính. Và rõ ràng về nhân tính là nào, cái tiếng cười khanh khách dễ sợ của bà cụ Thi Điên. Về nhân hình thì thế nào, cứ bước đi lảo đảo khuất sau cái lũy tre trong cái buổi chiều muộn như vậy. Cái hình ảnh bà cụ Thi Điên một kiếp đời tàn như bị vùi lấp, bị chìm trong đấy, trong bóng tối như thế. Chúng ta cũng có thể nêu lên những cái dẫn chứng như thế. Hoặc là ngay bản thân chị em Liên cũng là một cái kiếp, cả kiếp người tàn tàn tạ trong cái cuộc sống của cái đời sống xã hội nơi phố huyện đấy. Tất nhiên là chị em Liên thì không khổ, không lam lũ như những cái kiếp người mà chúng ta nêu lên. Nhưng mà hai cái đứa trẻ này đó, thì chúng ta thấy là cái hoàn cảnh cũng hết sức là đáng thương. Cái quá khứ tươi đẹp thì đã thuộc về dĩ vãng rồi. Nó chỉ còn là những cái tia hồi quang mà sau này cái đoàn tàu đến nó sẽ gợi lại. Còn cái hoàn cảnh trong hiện tại thì gia đình cũng nghèo khó thì cũng chưa đến mức nghèo khó. Nhưng mà rõ ràng cũng là một cái gia đình cũng rất là khó khăn. Đó, mẹ thì suốt ngày tất bật với cái gánh hàng sáo, mà cái cuộc sống gia đình cũng không khá hơn. Thầy Liên thì mất việc và gia đình phải chuyển về một cái phố huyện nghèo này. Hai chị em Liên có một cái quán nhỏ tồi tàn, mà đến cái ngày chợ phiên cũng là vắng khách như vậy. Những kiếp người tàn. Và để làm nổi bật lên nữa cái sự nghèo khổ tiêu điều của phố huyện, thì tác giả còn cho chúng ta cảm nhận những cái đồ vật tàn. Đồ vật tàn. Đồ vật tàn. Đồ vật tàn. Một cái ngôi quán thì cũng ọp ẹp, một cái chõng tre gãy, cái chiếc đàn còn, đàn phật dây, chiếc đàn còn, một cái bát sứt, một manh chiếu rách, một chiếc chậu sắt tây rúng gió,
Và thêm những cái đồ vật tàng này thì cái sự nghèo khổ tiêu điều của phố huyện càng được gợi lên đậm nét hơn. Càng được gợi lên đậm nét hơn. Và dường như chúng ta có cảm nhận là cái thế giới của hai đứa trẻ là một cái thế giới cứ đang như là lụi dần, đang như là tắt dần. Tất nhiên ý nghĩa của nó thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị hiện thực, nhưng mà bên cạnh đó là cái niềm thương cảm sâu sắc của nhà văn dành cho những cái kiếp người nhỏ bé ở cái phố huyện nghèo như thế. Đấy là cái diễn biến tâm trạng liên. Cái trạng thứ nhất là một cái tâm trạng buồn man mác khi chứng kiến cảnh phố huyện lúc chiều muộn tất cả đều nghèo khổ tiêu điều. Bây giờ chúng ta sang cái diễn biến tâm trạng của Liên khi mà đêm về, Liên chứng kiến cái cảnh phố huyện lúc đêm về. B nhỏ. Tâm trạng buồn thấm thía. Kia chỉ là mát mát thôi, nhưng đây thấm thía hơn, buồn thấm thía hơn. Tâm trạng buồn thấm thía. Nào, khi Liên chứng cảnh phố huyện lúc đêm về, khi Liên chứng kiến cảnh phố huyện lúc đêm về, và đặc điểm của phố huyện lúc đêm về có hai đặc điểm: tất cả đều chìm trong bóng tối, chìm trong bóng tối, tất cả đều chìm trong bóng tối, và cuộc sống lặp lại. Đến buồn tẻ, đến quẩn quanh bế tắc. Lặp lại đến buồn tẻ, đến quẩn quanh bế tắc. Hai đặc điểm: chìm trong bóng tối và cuộc sống lặp lại đến buồn tẻ, đến quẩn quanh bế tắc. Và chính điều này nó dẫn đến một cái tâm trạng của Liên là một cái tâm trạng buồn thấm thía hơn so với khi mà chứng kiến cảnh phố huyện lúc chiều muộn. Khi mà chúng ta nói như thế này là ý của chúng ta rất rạch ròi. Lúc đêm về phố huyện chìm trong bóng tối, và lúc đêm về thì cuộc sống ở nơi phố huyện là lặp lại đến buồn tẻ, đến quẩn quanh bế tắc. Ta đi vào cái ý thứ nhất. Nào, trước hết là cái cảnh phố huyện chìm trong bóng tối. Chìm trong bóng tối. Để gợi tả cái cảnh phố huyện chìm trong bóng tối mịt mùng bủa vây nơi phố huyện, thì Thạch Lam có một biện pháp nghệ thuật. Một cái biện pháp nghệ thuật rất có hiệu quả, đó là sử dụng biện pháp nghệ thuật đối lập tương phản. Đối lập giữa một bên là ánh sáng và một bên là bóng tối. Những cái ánh sáng nơi phố huyện ấy, thì tất cả đều là tù mù, đều là leo lét, đều là yếu ớt. Đó có thể là ánh sáng ngọn đèn nơi hàng nước chị Tí chỉ tỏa một cái vùng sáng nhỏ thôi. Đó là có thể là cái ánh sáng thoát ra từ những khe cửa, cái khe sáng. Có thể cái ánh sáng chiếu qua những cái liếp nhà, những cái hạt sáng, những hột sáng. Tất cả đều nhỏ bé, yếu ớt. Trong khi đó thì bóng đêm mịt mùng bủa vây nơi phố huyện. Một cái sự đối lập tương phản ấy làm chúng ta cảm nhận khi phố huyện lúc đêm về thì đúng là tất cả chìm trong bóng tối. Và khi phân tích cái cảnh phố huyện chìm trong bóng tối này ấy, thì các em đặc biệt là lưu ý một chi tiết nghệ thuật, đó là hình ảnh ngọn đèn dầu nơi hàng nước chị Thí. Hình ảnh ngọn đèn dầu nơi hàng nước chị Thí. Cái hình ảnh ngọn đèn dầu nơi hàng nước chị Thí được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nó có ý nghĩa nghệ thuật của nó, nó gây ấn tượng nhưng đồng thời có cái ý nghĩa nghệ thuật của nó. Cái hình ảnh ngọn đèn dầu nơi hàng nước chị Tí vừa mang ý nghĩa thực, nó cho ta thấy cái cảnh sinh hoạt của phố huyện, nhưng đồng thời vừa gợi liên tưởng mang ý nghĩa biểu tượng. Và điều này cũng rất quan trọng. Gợi liên tưởng mang ý nghĩa biểu tượng là cái ánh sáng ngọn đèn dầu tù mù leo lét ấy, nó gợi ta liên tưởng những cái kiếp người nhỏ bé cũng sống leo lét, sống lay lắt trong cái đêm dài của cái xã hội cũ ấy. Và nếu đọc cái chuyện ngắn đứa trẻ này, chúng ta thấy rằng là mỗi cư dân nơi phố huyện khi đêm về kiếm sống trong đêm thì đều mang theo một ngọn đèn.
và vả chăng cái số phận, cái kiếp người ấy nó cũng giống như là cái ngọn đèn mà họ mang trên tay ấy, nó cũng tù mù, cũng leo lét như thế. Nhưng nói về cái chi tiết ngọn đèn dầu nơi hàng nước Chị Thí trong chuyện ngắn Hai Đứa Trẻ, các em lưu ý và có thể nhớ rộng ra nào. Và điều này cũng rất cần thiết nào, để chúng ta học tác phẩm này nhớ tác phẩm khác. Thí dụ như là chúng ta sẽ thấy, sẽ có hình ảnh cái ngọn đèn trong cái căn phòng của Mỹ, trong cái đêm mùa xuân mà Mỹ nghe tiếng sáo gọi bạn, cũng là một chi tiết nghệ thuật có ý nghĩa. Hoặc là chúng ta nhớ đến cái hình ảnh ngọn đèn dầu trong cái đêm tân hôn của chàng. Ta dùng cái chữ tân hôn đó như là một cái cách nói sang, nhưng mà đồng thời không thiếu cái phần thương cảm khi mà chúng ta gọi cái đám cưới của chàng cái đêm tân hôn. Thì cái ngọn đèn dầu trong đêm tân hôn ấy cũng là một cái chi tiết nghệ thuật rất có ý nghĩa. Thì cái hình ảnh ngọn đèn dầu nơi hàng nước Chị Thí, một cái ngọn đèn chỉ tỏa một cái vùng sáng nhỏ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong tác phẩm, là một cái chi tiết nghệ thuật quan trọng. Nhiều người cho rằng là cái chuyện ngắn của Thạch Lam nó đậm chất trữ tình, đẹp như một bài thơ ấy. Thì và ở đó có những nhãn tự, thì phải chăng cái chi tiết ngọn đèn dầu cũng giữ một cái vai trò quan trọng, nó có ý nghĩa nhãn tự trong cái chuyện ngắn Hai Đứa Trẻ này. Đấy là Phố Huyện Lúc Đêm Về chìm trong bóng tối. Nhưng Phố Huyện Lúc Đêm Về được tác giả miêu tả còn cái khía cạnh thứ hai, tức là cuộc sống lặp lại quẩn quanh bế tắc. Cái cuộc sống lặp lại, cuộc sống lặp lại đến buồn tẻ, đến quẩn quanh bế tắc, quẩn quanh bế tắc, buồn tẻ quẩn quanh bế tắc. Để gợi lên cái không khí cái cuộc sống lặp lại quẩn quanh bế tắc này, thì cách tác giả miêu tả đó là ngày hôm sau là sự tiếp diễn y nguyên những gì đã xảy ra hôm trước. Tiếp diễn y nguyên những gì đã xảy ra hôm trước. Nào, cứ tối đến thì mẹ con Chị Tí lại lễ mễ dọn hàng nước. Cứ tối đến thì gia đình bác Sầm lại xuất hiện với cái tiếng đàn bầu ảo não ấy. Nào, cứ tối đến thì bác Phở Siêu lại nhóm lửa. Rồi nhà cụ Thừa, cụ Lục gọi nhau đi đánh tổ tô. Nó cứ lặp lại, nó cứ diễn y nguyên những gì đã xảy ra hôm trước. Và đọc cái đoạn này chúng ta có cái cảm nhận, cái cuộc sống nơi phố huyện ấy, nó giống như là một cái màn kịch, một cái sân khấu. Mà ở đó không hề có sự thay đổi người, không hề có sự thay đổi cảnh. Nó cứ lặp lại buồn tẻ. Và nhiều lúc chúng ta có cảm giác nó như nhàm chán, như quẩn quanh bế tắc. Tác giả gợi lên cái không khí ấy. Ở đây ấy, thì các em cũng lưu ý mở rộng để chúng ta thấy là cái cảm nhận về cái cuộc sống lặp lại quẩn quanh bế tắc buồn tẻ không chỉ có thể hiện trong chuyện ngắn Hai Đứa Trẻ đâu. Một số tác phẩm khác được sáng tác trong cái giai đoạn này, thời kỳ này cũng có cái cảm nhận, cũng có cái cảm giác chung ấy. Thí dụ trong thơ Huy Cận, Huy Cận viết về cái cảm nhận cái cuộc sống của mình ở cái thời kỳ này. Đó, quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu, tới hay lui cũng từng ấy mặt người. Đúng là một cái cuộc sống nó cứ lặp lại quẩn quanh nhàm chán như thế. Hoặc là nếu chúng ta đọc cái chuyện ngắn Tỏa Nhị Kiều của Xuân Diệu, thì chúng ta cũng thấy một cái không khí buồn tẻ quẩn quanh bế tắc ấy. Và Xuân Diệu gọi cái cuộc sống là mà tác giả miêu tả trong chuyện ngắn Tỏa Nhị Kiều mà Quỳnh và Giao và Phan ấy, sống trong cái cuộc sống ấy, tác giả gọi đó là chiếc ao đời. Chiếc ao đời. Và hình ảnh chiếc ao đời rõ ràng nó gợi lên điều gì? Gợi lên một cái sự gì nhỉ? Một cái sự tủ túng, một cái sự bế tắc. Thì Liên cảm nhận cái cuộc sống nơi phố huyện nó cứ lặp lại đến buồn tẻ quẩn quanh bế tắc ấy, và dẫn đến cái tâm trạng buồn thấm thía của Liên khi mà chứng kiến cảnh đêm vậy. Và như vậy là em nhớ là cái tâm trạng buồn thấm thía của Liên ấy, khi mà chứng kiến cảnh đêm về, nó có hai cái đặc điểm, đó là phố huyện chìm trong bóng tối và cuộc sống ở nơi đây, ở phố huyện đấy là cứ lặp lại
đến buồn tẻ, đến quẩn quanh bế tắc. Và tất nhiên khi sống trong một cái hoàn cảnh, một cái không khí lặp lại buồn tẻ quẩn quanh bế tắc ấy, thì con người nơi phố huyện cũng như là chị em Liên mong chờ có một cái điều gì nó phải thay đổi, nó phải thoát ra khỏi cái cuộc sống ấy. Và chuyến tàu đêm qua phố huyện đáp ứng được cái nhu cầu tinh thần ấy. Và vì vậy sẽ dẫn đến cái tâm trạng của nhân vật Liên trong cái cảnh thứ ba, đó là cảnh chờ đợi tàu và chuyến tàu đêm qua phố huyện. Như vậy là trong tiết một ngày ấy, thì chúng ta đã khái quát được nội dung chương trình và cùng trao đổi với các em về cái phương pháp học để làm thế nào đạt kết quả tốt nhất. Và khi đi vào hai đứa trẻ, chúng ta đã trình bày được cái bốn cái kiến thức trọng tâm mà chúng ta cần nêu lên, và sau đó chúng ta đang phân tích cái diễn biến tâm trạng Liên, và chúng ta đã phân tích được cái diễn biến tâm trạng Liên qua hai cảnh, đó là cảnh chiều muộn và cảnh đêm về. Cảnh thứ ba đó là diễn biến tâm trạng Liên khi chuyến tàu đêm qua phố huyện là một cái phần rất quan trọng khi mà chúng ta tìm hiểu và phân tích chuyện ngắn hai đứa trẻ. Chúng ta sẽ để sang tiết 2 để chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiếp. Chúc các em một cái tiết học thứ nhất là có nhiều cái hứng thú và đồng thời cũng đã thu được những cái kết quả nhất định. Và mong các em chúng ta cố gắng là bây giờ về thì chúng ta nếu em nào mà chưa đọc văn bản tác phẩm thì phải đọc lại cái chuyện ngắn hai đứa trẻ này để chúng ta nắm văn bản tác phẩm, thì sang tiết 2 chúng ta học có hiệu quả và tốt hơn. Xin chào các em và gặp lại ở tiết 2.